Rồi bên đây cắt 2 cây 70 luôn nha các bạn. Bữa nay máy nó dồn về khu này. Cây 70 đó cũng còn khá là đẹp nha các bạn. Cái đứa nhỏ ra đây bắt chuột các bạn. Đầu cổ kéo lúa ra kéo lúa luôn các bạn ơi. Chúng bị ngạt gần các bạn ơi. Chiếc 70 cắt quá màu các bạn ơi. Bữa nay gom cua mỏ dồi cắt cho rồi luôn các bạn ơi. Cua mỏ dồi này thì nó tầm khoảng 100 công lắc nha. Nhưng mà rất là nhiều máy nha. Rồi bên đó một cái luôn nha.
Rồi mình kết thúc video đây nha các bạn. Ăn lại video sau nha. Rồi miếng này đã xong rồi các bạn ơi.